Xin chào tất cả mọi người. Mời mọi người cùng ngắm cặp đôi vô địch Bruno và Messi của trại chó Rockefeller Derby. Đây là cặp nhân giống thứ tư trong năm 2020 của trại chó Rockefeller Derby Hà Nội. Bruno và Messi. Bruno is a Royal Spaniel vô địch trẻ Lee Tour. Và Messi vô địch Việt Nam Messi P2 Derby Kennel. Với cặp đôi này thì đội ngũ hỗ trợ ngã khá nhiều lần, bởi vì Bruno rất là to khỏe. Với cặp đôi này thì dự sinh sẽ là trong tháng cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Và nếu mà mọi thứ nó thuận lợi thì cặp đôi này chúng ta sẽ chờ đón hậu duệ của cặp đôi vào đầu cuối tháng 5 đầu tháng 6 và xem video chọn cho con cũng như là ngắm cho con ở cuối tháng 7 và tháng 8. Lau qua cho Bruno và Messi một chút, bởi vì nền vườn sau mấy ngày Hà Nội mưa thì nền ướt khá bẩn. Sau đây thì mời mọi người cùng ngắm cặp Bruno và Messi. Các bạn mà thích chó con của trại, thích cái cặp đôi này thì có thể chờ cặp đôi này. Lần này thì Bruno và Messi gặp nhau thì có test hormone xác định ngày rụng trứng, cho nên là nếu mà không có một cái gì bất ngờ xảy ra thì cặp này sẽ có hậu duệ vào cuối tháng 5 đầu tháng 6. Chờ đợi những đứa em của Siro, Ego và Idol. Hy vọng là cặp đôi sẽ có những cái hậu duệ tốt bằng và tốt hơn lần gặp đầu tiên. Lần trước thì cặp đôi này gặp nhau, nhưng mà trải thì lại trên cái tinh thần là được thì được mà chẳng được thì thôi, cũng không có test hormone cho cái lần trước. Bruno là một cái con Rockefeller rất là cao to, với cái khung người là dài. Messi thì cái ưu điểm thì lại là cái khung xương cực kỳ chắc khỏe. Hy vọng là các hậu duệ sẽ có được cái ưu điểm của cả bố và mẹ. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi các video của trại chó Rockefeller Derby Hà Nội. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Thank you and see you again.